Chào mừng các bạn đến với channel S Sentai. Video hôm nay các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về 29 tập của trong series Kikai Sentai Zenkai giờ nhé. Nào chúng tôi cùng bắt đầu. Chi tiết lần thứ nhất là ở trong tập 15. Có thể thấy, sau khi đội nhóm Zenkai giờ kích hoạt sức mạnh từ Time Ranger Gear, Zuna đã nói rằng bọn ta là những người tới từ tương lai và sống ở hiện tại. Thì câu nói này chính là trích dẫn từ một câu hát mà có trong bài hát mở đầu của series Time Ranger. Tiêu đề của bài hát là Jiku Mirai Sentai Time Ranger, được thể hiện bởi nữ ca sĩ Sakaki Kumi. Ngoài ra, ở tập phim này đã chỉ ra rằng, sau khi tên có vật Retro World biến thế giới trở về thời kỳ cổ điển, do vậy chiếc chiến hạm Crocodile của Two Kaiser cũng đã bị ảnh hưởng theo và biến trở thành một chiếc thuyền cổ điển. Thì chiếc thuyền này rất có thể là một sự gợi nhắc tới hình ảnh của chiếc thuyền Gokai Galen trong series Gokai Jar. Chi tiết lần thứ hai cũng là trong tập 15. Trong phân cảnh chiến đấu giữa tên quái vật Retro World và hai robot là Zenkai O và Chukai O, Retro đã bất ngờ sử dụng một đòn tấn công đặc biệt tầm xa để nhằm công kích lại đội nhóm Zenkai Jar. Thì điều ẩn ý ở đây đó chính là cách thức tấn công mà hắn sử dụng chính là một sự gợi nhắc trực tiếp tới chiêu thức Wide Shot của Ultra Seven trong tập phim Ultraman. Bởi vì trong quá khứ, Ultra Seven cũng đã sử dụng qua một kiểu tấn công tương tự như vậy. Ngoài ra, ở phân cảnh trong thế giới cổ điển, chiếc xe điện trolley mà được sử dụng ở trên đường phố có máy hiệu là số 45, thì đây chính là muốn ám chỉ tới con số series của đội nhóm Zenkai Zer. Không chỉ vậy, một trong những chiếc mũ phớt mà được trưng bày ở cửa hàng quần áo từ thế giới cổ điển cũng rất có thể là một sự gợi nhớ tới chiếc mũ phớt trắng mà được gắn liền với hình ảnh của nam nhân vật Tsukichi Narumi trong thượng phim Kamen Rider Double. Chi tiết đoạn thứ ba là trong tập 16. Như đã trông thấy, cả hai phần tiêu đề ở đoạn đầu tập phim ban đầu đang tách rời nhau và sau đó chúng đã dính chặt vào nhau như nam châm. Thì chi tiết này chính là muốn nhấn mạnh tới diễn biến chủ đạo của tập phim. Quay trở lại với chi tiết ẩn, đó là trong phân cảnh khi Virun đang bị hai chiếc ô tô đè bẹp lên cơ thể của mình, anh ta đã giơ ngón tay cái lên và nói rằng tôi sẽ sớm trở lại thôi. Thì hành động này của anh ta chính là muốn ám chỉ tới một hành động tương tự mà có trong phần 2 của tập phim Terminator. Chi tiết ẩn thứ 4 là trong tập 17. Trong trận chiến ở dạng robot là Virumazin với tên quái vật là Invisible World, Virun đã nói rằng hãy đi theo mặt trời và đón nắng. Thì câu nói này chính là trích dẫn tới một câu hát mà có trong bài hát mở đầu của series Taiyo Sentai Sun Vulcan. Tiêu đề của bài hát cũng giống tên tựa phim, được thể hiện bởi nam ca sĩ Kushida Akira phối hợp với một nhóm hát đẹp là Kooroki Bebe. Chi tiết đoạn thứ 5 cũng là trong tập 17. Có một sự thật đã chỉ ra rằng thiết kế và tạo hình của tên quái vật Invisible World thực chất là được dựa trên một nhân vật hư cấu có tên là Griffin trong tiểu thuyết The Invisible Man của nhà văn H.G. Wells. Lần đầu tiên mà cuốn tiểu thuyết này được ông ta ra mắt là vào năm 1897. Và cho đến năm 1933, nó đã được chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh kinh dị khoa học viễn tưởng của Mỹ do James Whale làm đạo diễn, cũng mang tựa đề là The Invisible Man. Quay trở lại với chi tiết đoạn trong tập phim thứ 17 của Zenkai Zer, đó là trong phân cảnh chiến đấu giữa tên quái vật Invisible World và Zenkai O, hắn đã bất ngờ sử dụng một thứ sức mạnh bí mật của mình bằng cách lột ra những lớp băng cuốn mà có ở trên đầu để khiến bản thân trở nên vô hình và biến mất hoàn toàn. Thì hành động đó của hắn chính là một sự tham chiếu từ một hành động nổi tiếng của nhân vật Griffin trong tựa phim The Invisible Man ở quá khứ. Bởi vì khi đó, Griffin cũng đã thực hiện một hành động tương tự bằng cách tháo đi những lớp băng cuốn mà có trên đầu của anh ta để chứng minh cho mọi người thấy rằng bản thân anh thực sự là người vô hình. Chi tiết lần thứ 6 là trong tập 18. Sau khi đội nhóm Zenkai Zer đã sử dụng sức mạnh từ Zetman Gear, các thành viên đã tái hiện lại đoàn kết mà có trong tập cuối của series Zetman, nơi Ryu và Kaori đã tổ chức hôn lễ với nhau. Có thể thấy, Zenkai Zer đã ở vị trí của Ryu và Majin lại ở vị trí của Kaori để làm cô dâu và chú rể. Cùng với sự có mặt của ba người bạn nữa, đó là Zura là ở vị trí của Raita, Akko lại được Gao đảm nhiệm vị trí. Và thứ ba là Flynn đã đóng vai trò làm người vợ của Raita, đó là Satsuki. Không những thế, phân cảnh mà Gai bị đâm bởi một tên cướp trên đường tới hôn lễ cũng đã được tái hiện lại bằng một cách rõ ràng. Tuy nhiên thì tên quái vật lớp Goro lại là người đã thế chỗ của Gai để tái hiện lại hành động này, còn Viru lại vào vai của tên cướp. Ở đoạn cuối của tập phim đã cho thấy, khi tên quái vật lớp Goro bị đánh bại, Viru còn được yêu cầu một cốc sữa ấm nhỏ không đường. Thì chi tiết này chính là muốn gợi nhắc trực tiếp tới một sở thích của Red Hawk trong quá khứ, bởi vì anh ta cực kỳ yêu thích thứ đồ uống này. Chi tiết đoạn thứ 7 là trong tập 19. Trong phân đoạn, khi tên quái vật Kabuto Mushiguro sử dụng chiêu thức Beetle's Juice để tấn công con người trên thành phố, thì điều ẩn ý ở đây đó chính là khi chuyển tới phân cảnh có 4 người đang đi bộ trên vạch băng qua đường theo một hàng dọc. Thì đây chính là một sự gợi nhớ trực tiếp tới ngành của bộ chiến binh Abranger. Bởi vì trong quá khứ, các chiến binh Abranger cũng đã xếp thành một hàng dọc và nối đuôi nhau để cùng băng qua một con đường dành cho người đi bộ trong bài hát kết thúc ở cuối mỗi tập phim của họ. Hơn hết, đây cũng chính là tập phim ra mắt Abranger kia của đội nhóm Zenkai Zer. Chi tiết lần thứ 8 là trong tập 20. Tập phim này mang tựa đề Kiếm sĩ và cướp biển thế giới, lời hứa của một người anh em. Có thể thấy, cấu trúc câu từ trong tiêu đề cùng với việc được ngắt bằng dấu phẩy và kết thúc bằng dấu chấm
chính là một sự tham chiếu trực tiếp tới các tiêu đề trong tập phim Kamen Rider Saber, bởi vì trong các tập phim của họ cũng đều sử dụng một kiểu cấu trúc câu tương tự như vậy. Quay trở lại với chi tiết hẳn trong tập phim này, đó là trong phân đoạn khi Super Two Kaiser thi triển một chiêu thức kết liễu đặc biệt có tên là Red Freezer. Thì tên gọi này chính là một sự tham chiếu rõ ràng tới tên gọi của chiêu thức DVD Freezer mà được chiến binh Time Fire thi triển trong quá khứ ở series Time Ranger. DVD Freezer! Hơn thế, các đường đạn tấn công của chiêu thức Red Freezer này lại rất có thể được lấy cảm hứng từ chiêu thức Revolver Missile mà từng được Robo V-Rex sử dụng bằng cách bắn ra hàng loạt các viên đạn tên lửa đỏ để sát thương kẻ thù. Ngoài ra, Super Two Kaiser đã thi triển chiêu thức kết liễu này cùng với một người cũng sở hữu sức mạnh dựa trên thời gian, tương tự như đội nhóm Time Ranger, đó chính là Kamen Rider Duran Daru. Đây rất có thể là một sự sắp đặt có chú ý từ nhà biên kịch. Chi tiết lần thứ 9 cũng là trong tập 20. Có thể thấy trong phân cảnh, Viru đã ăn vạ và tự trách móc bản thân vì lý do tại sao mà anh ta không có thiết bị Kamen Rider Gear cho riêng mình. Thì chi tiết này chính là một sự gợi nhớ rõ ràng đến những hành động và tính cách của nam nhân vật Mondo Misao trong series Usual. Bởi vì trong quá khứ, Misao rất dễ bị trầm cảm mỗi khi mâu thuẫn về quan điểm cá nhân hay với những người đồng đội của anh. Cũng do bản thân Misao là một người hướng nội nên anh ấy thường giấu cảm xúc vào bên trong rồi tự dằn vặt chính bản thân mình. Điều này là hoàn toàn tương đồng với những gì mà Virun đã thể hiện trong tập phim. Chi tiết đoạn thứ 10 là trong tập 21. Sau khi đội nhóm Gen Kaiser đã kích hoạt sức mạnh từ Bioman Gear, các Gen Kaiser đã nói rằng bắt đầu Bio. Và tên quái vật Copy Guru đã trả lời rằng Crash Shao. Thì đây chính là trích dẫn từ một câu hát mà có trong bài hát mở đầu của series Children's Bioman. Tiêu đề của bài hát cũng giống tên tựa phim, được thể hiện bởi nam ca sĩ Miyauchi Takayuki. Chi tiết lần thứ 11 cũng là trong tập 21. Như được biết, sau khi hai tên giả mạo Kaito và Zog được tạo ra bởi tên quái vật Copy Guru, chúng đã lộng hành khắp nơi trên thế giới. Thì điều ẩn ý ở đây, đó chính là trong cuộc hành trình phạm tội của chúng, có gợi nhắc tới hình ảnh của chiến đội Lupin Ranger trong quá khứ. Đến hình như ở phân cảnh, ánh đèn đã chiếu rọi vào những bức tường gạch đỏ, chính là muốn gợi nhắc tới chuỗi điểm danh của các chiến binh Lupin Ranger. Thứ hai là phân cảnh Kaito và Zog giả mạo đã mặc hai bộ đồ bó là màu lam và màu cam, chính là muốn gợi nhớ tới hình ảnh của hai chiến binh là Lupin Blue và Batman Ego trong tập thứ 27 ở series của họ. Và thứ ba chính là chiếc thẻ ký danh mang đặc trưng của đội nhóm Lupin Ranger. Chi tiết lần thứ 12 vẫn là trong tập 21. Có thể thấy khi lần đầu tiên Robo Gen Kaiju được xuất hiện trên màn ảnh, nó đã tấn công cùng lúc hai tên quái vật là các bản sao của các Robo chính nghĩa, kèm theo đó là hình ảnh phá hủy toàn bộ các tòa nhà xung quanh cuộc chiến bằng một cách cuồng loạn. Thì chi tiết này chính là một sự gợi nhớ rõ ràng tới những gì mà cô máy Dragon Caesar và V-Rex đã từng làm trong lần xuất hiện chính thức của chúng ở series Zero Ranger và Time Ranger. Bởi vì trong quá khứ, Dragon Caesar và V-Rex cũng đều phá hủy thành phố bằng một cách tàn bạo, kèm theo đó là chiến đấu cùng lúc hai đối thủ trong cuộc chiến của chúng. Chi tiết lần thứ 13 là trong tập 23. Tập phim này mang tựa đề Tam đại hợp thể và trận chiến lớn nhất trên trái đất. Chính là một sự ám chỉ trực tiếp tới tiêu đề tiếng Nhật từ một bộ phim kaiju của Nhật Bản mà được ra mắt vào năm 1964, bởi vì bộ phim đó cũng mang tựa đề rằng ba quái vật khổng lồ, trận chiến vĩ đại nhất trái đất. Chi tiết đoạn thứ 14 là trong tập 25. Có thể thấy trong phân đoạn khi đội nhóm Zekai tiêu diệt tên quái vật Sandai Ouro, họ đã nói rằng cùng phiêu lưu nào Rapapia. Thì đây chính là trích dẫn tới một câu hát mà có trong bài hát kết thúc của series Zero Ranger. Tiêu đề của bài hát cũng chính là câu nói đó, được thể hiện bởi nam ca sĩ Suyo Goji. Ngoài ra, kể từ tập này trở đi, diễn viên mà được lồng tiếng cho con cọp máy móc Gege là Suzuki Tatsuhisa đã bị thay thế bởi một nam diễn viên lồng tiếng khác, đó là Fukunishi Masaya. Lý giải cho việc làm này đó là bởi vì Tatsuhisa đã bị vướng phải lùm xùm chuyện đời tư cá nhân với người vợ Lisa của mình, nên đã ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống cũng như công việc của anh ta. Chi tiết đoạn thứ 15 là trong tập 26. Như được biết, trong lần tái xuất của Stacy trong tập này, anh ta đã có một diện mạo khác cũng như thứ sức mạnh mới. Nhưng điều ẩn ý ở đây, đó chính là trên thiết bị biến đổi Gear Tozinger của Stacy đã có một thông báo chuyển đổi mới, đó là Fever thay cho từ gia ban như các tập trước. Tí câu khẩu lệnh Fever đó chính là một sự gợi nhắc rõ ràng tới một câu khẩu lệnh biến thân có phần tương tự trong series Battle Fever J, đó là Fever. Nó được các chiến binh Battle Fever J sử dụng cho thiết bị Battle Fever trong series của họ. Chi tiết lần thứ 16 là trong tập 29. Có thể thấy trong phân cảnh, khi Virun cùng những người đồng đội của mình đang phải cố gắng rèn luyện thân thể để chiến thắng bộ môn tennis với tên quái vật Tennis Guru, anh ta đã được trông thấy là đang ngâm mình ở dưới một thác nước chảy xiết, kèm theo đó là tư thế gồng mình và hai tay chắp vào nhau. Thì chi tiết này chính là muốn gợi nhắc tới một phân cảnh mà có trong tập 2 của series Shingenger. Bởi vì khi đó, Rinosuke Shingen Blue cũng đã thực hiện một hành động tương tự, đó là ngâm mình dưới một đài phun nước mặc cho thời tiết rất lạnh, nhằm để bày tỏ sự quyết tâm hối lỗi của mình với người tộc chủ là Shingen Red. Chi tiết đoạn thứ 17 cũng là trong tập 29. Trước khi bắt đầu trận đấu quân vật ở cuối phim,
Nếu để ý kỹ, chúng ta có thể thấy logo của đội nhóm Genki Ranger đã được tô điểm trên lớp lưới của chiếc vật Tedis của Gaon. Do vậy, đây cũng chính là một sự tôn kính tới trụ sở căn cứ của đội nhóm của họ, đó chính là công ty sản xuất đồ thể thao và đồ dùng SCLTC. Chi tiết ảnh thứ 18 vẫn là trong tập 29. Như được biết, trong cuộc giao đấu tennis giữa Stacy và tên quái vật tennis Guro, anh ta đã áp dụng một đòn tấn công đặc biệt vào cú đánh tennis của mình nhằm để phá hủy chiếc bàn đạ trên mặt của hắn. Thì chi tiết này chính là một sự tham chiếu rõ ràng tới một hành động tương đồng mà có trong tập 26 của series Garinger. Bởi vì trong quá khứ, Gao Hunter cũng đã áp dụng một kỹ thuật đánh bia vào đòn tấn công của mình nhằm để phá hủy chiếc sừng mà có trên mặt của tên quái vật Rocky. Chi tiết ảnh thứ 19 vẫn là trong tập 29. Sau khi tên quái vật tennis Guro bị thất bại trước trận đấu tennis của mình, thì bỗng dưng ở đâu đó đã xuất hiện một tên lính cơ đai test đã tiến tới với động viên anh ta bằng một câu tiếng Anh, đó là Never Give Up. Thì chi tiết này chính là một sự gợi nhớ trực tiếp tới câu nói cười miệng chung của hai chiến binh là Gao Blue và Gao Black trong series Gao Danger. Never Give Up. Never Give Up. Bởi vì ở quá khứ, hai người họ cũng đã thường xuyên sử dụng câu tiếng Anh là Never Give Up để khích lệ tinh thần cho bản thân và những người đồng đội của mình. Chi tiết đoạn thứ 20 là trong tập 30. Trong phân đoạn, khi Flynn đang rót đầy nước nhằm để cung cấp cho đội nhóm Zekaiser, cô ấy đã nói những từ lặp đi lặp lại rằng ban 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 ban. Thì đây chính là trích dẫn tới những câu hát mà có trong bài hát kết thúc của series Golden Jar. Tiêu đề của bài hát cũng giống tên tựa phim, được thể hiện bởi nam ca sĩ Sakaki Isao phối hợp cùng một nhóm hát đẹp là Koori 73. Vậy là trên đây, mình đã tổng hợp xong toàn bộ 29 tiết có trong series Kikai Sentai Zenkai rồi. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh mình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn.